Ngày 30 tháng 1 năm 1895, tại Khanat, trên dòng sông Adour, trong miền Lang, Pháp, một cậu bé tên là Jean Cassaigne đã chào đời. Chúng ta đang ở xứ Gascogne, xứ sở của ba chàng ngự lâm, xứ sở của lòng quảng đại và tính vui tươi. Ở đó có rất nhiều nhà thừa sai. Tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy họ đem tin mừng đến tận cùng thế giới. Họ vừa hạnh phúc nhìn thấy thêm một cháu trai mới và hãnh diện về đức tin của mình, đến độ muốn đem chia sẻ cho tất cả mọi người. Jean là con một của ông Joseph Cassin, một thương gia buôn bán rượu nho, và của một bà mẹ xinh đẹp tên là Nelly. Song thân cậu yêu thương cậu rất mực. Bà của cậu, vốn là mẹ đỡ đầu của cậu, cũng hết mực âu yếm cậu, mặc dù bà nhận thấy cậu bé thật tinh nghịch. "Tôi làm những gì tôi muốn về Jean, song nó thật không chịu đựng nổi." Bà của cậu đã nói như thế, và cậu bé trả lời: "Bà nghiêm khắc đấy, nhưng cháu làm những gì cháu thích." Với óc tưởng tượng, thứ mà Jean có rất nhiều. Con suối của làng có thể trở thành sông Hudson hoặc sông Mississippi và được cậu dùng cho các cuộc thám hiểm của người da đỏ. Cậu và các bạn nhỏ của cậu khi thì làm người da đỏ Huron, lúc lại thành dân da đỏ Iroquois. Một ngày nọ, mắt chim ưng, chính là Jean, nằm cho trôi trên sông Mississippi, trong người vẫn mặc quần áo như một tử thi để tránh bị kẻ địch cầm tù. Cư dân Sena khi nhìn thấy cảnh tượng này không tưởng tượng được đó là chuyện về người da đỏ. Họ hoảng hốt chạy tới vớt cậu bé lên, trong khi cậu ta giãy giụa và trách cứ người lớn chẳng hiểu gì hết. "Đó chỉ là một trò chơi thôi mà." "Ừ, trò chơi có thể lắm, nhưng dù vậy, cậu bé đã bị bố cậu cho một trận đòn nhớ đời." Jean đạo đức và ngay thẳng, linh lợi và vui tươi như một sinh vật hạnh phúc vì được sống. Jean, cậu bé tinh quái, thích những sách về phiêu lưu mạo hiểm. Cậu đọc những sách về người da đỏ ở châu Mỹ. Cậu cũng đọc ngấu nghiến các chuyện kể về các vị thừa sai. Sau khi khám phá trong một nhà kho mà cậu hay tới ẩn nấp, những cuốn sách làm cậu say mê. Trong một cái hòm, có bộ sưu tập những biên niên sử về truyền bá đức tin, kể lại cuộc đời những nhà truyền giáo đã sang châu Phi, châu Á và cả Bắc Cực rao giảng tin mừng cho các dân. Cậu đọc ngấu nghiến những chuyện kể về cha Alexandre Rhodes, một linh mục dòng tên người Pháp đã sang Viễn Đông, trong một miền mà ngày nay người ta gọi là Việt Nam. Đó là một miền đất xa xôi, nhưng từ năm 1906, Jean có những tấm bưu thiếp đến từ đó. Cậu mê mẩn nhìn nét chữ tàu kỳ bí in ở trên bưu thiếp. Những tấm bưu thiếp này là cả một gia tài đối với cậu. Năm ấy cậu lên 11. Và nếu chính mình trở thành thừa sai thì sao nhỉ? Cậu tự nhủ như thế. Ý tưởng ấy cứ quanh đi quẩn lại thường xuyên trong đầu cậu. Mẹ cậu đã dạy cậu những kinh nguyện đầu tiên. Được ở trong ban ca đoàn, Jean thích giúp lễ. Những khi ấy, Jean rất nghiêm trang, làm cho người khác nhận biết Chúa Giêsu, dạy các ngụ ngôn và đi tận cùng thế giới. Ý tưởng này cứ lẩn vẩn trong cậu: mẹ mình sẽ nghĩ thế nào về chuyện ấy nhỉ? Năm 1907, Jean được rước lễ vỡ lòng.
đó là dịp để cậu hỏi mẹ. Một chút trước khi nghi lễ bắt đầu, cậu cho mẹ biết ước ao của cậu được làm linh mục và thừa sai. Mẹ cậu bắt đầu khóc. Tại sao mẹ lại khóc hả mẹ? Nên linh mục và thừa sai là một ơn gọi tuyệt vời đấy chứ. Thực sự, bà Nelly Cassen như không khóc vì ân hận, mà khóc vì hạnh phúc khi biết con bà được Chúa gọi. John cảm thấy mẹ thấu hiểu cậu và được mẹ nâng đỡ vô bờ. Nhưng bà cũng báo cho cậu biết là cha cậu sẽ chẳng muốn cho cậu một tương lai như vậy. Đứa con một mà ông ấy yêu thương, nhưng lại muốn cậu sẽ kế nghiệp ông. Bà Nelly Cassen bị lao phổi nặng. John rất đau khổ về điều ấy. Khi cậu rước lễ vỡ lòng, mẹ cậu đã không thể có mặt tham dự. Các tuần lễ kế tiếp thật buồn bã. Thỉnh thoảng, bà nội lại đưa cậu ra khỏi căn phòng mẹ cậu nằm. Bà cố gắng an ủi cậu, nhưng Nelly Cassen đã từ trần ngày 18 tháng 8 năm 1907. John sẽ luôn gắn bó với người mẹ mà cậu cầu xin Đức Trinh Nữ Maria hằng ngày với chuỗi hạt mà mẹ cậu để lại. Lòng tôn sùng của John đối với Đức Maria luôn kiên trung và sâu thẳm.